Việt Nam giá rẻ, cháy hàng ngay trong đêm. Sau khi mở bán chính thức tại thị trường quốc tế, từ chiều tối ngày 20 tháng 9, những chiếc iPhone 11 sách tay đầu tiên đã bắt đầu cập bến thị trường Việt Nam, do iPhone chính hãng mở bán muộn. Đây là lựa chọn duy nhất nếu người dùng muốn sở hữu sớm iPhone 11. Giá iPhone 11 sách tay tại Việt Nam đang giao động trong khoảng từ 26,99 đến 29,99 triệu đồng. Tùy theo từng phiên bản, với iPhone 11 Pro, mức giá của máy là từ 36,99 đến 44,99 triệu đồng. Trong khi đó, 41,99 đến 49,99 triệu đồng là giá bán của iPhone 11 Pro Max. So với ngày mở bán đầu tiên, giá iPhone 11 sách tay đã được điều chỉnh giảm xuống khoảng 2 triệu đồng. Chị Trần Thanh, quản lý của một cửa hàng điện thoại ở Hà Nội cho biết, thị trường iPhone của năm nay hút hơn nhiều so với mọi năm do Apple đã đánh xuống cả phân khúc tầm trung. Chỉ trong ngày đầu mở bán, cửa hàng của chị Thanh đã tiêu thụ được 150 chiếc iPhone, nhiều nhất vẫn là iPhone 11. Màu trắng và tím là hai phiên bản được tiêu thụ mạnh nhất của iPhone 11, do lượng cầu tương đối cao, người mua sẽ phải liên hệ với cửa hàng để đặt trước mới có thể nhận máy sớm.